Hello cả nhà. Thì ngoài bán online, ngoài bán trực tiếp ra, bên shop em còn bán sỉ nữa cả nhà. Tức là bỏ sỉ về cho mấy anh em bán lại kiếm lời á. Đó. Thì ở đây một cái to hàng này là chuyên về cước câu thôi. Thì to này em chuẩn bị gỡ về tỉnh nào đây? Đảo Phú Quý, Bình Thuận nha cả nhà. Chuyên về cước câu. Đó. Thì cái to này nó sẽ bao gồm có một số cuộn cước bill short. Thì cái khách hàng này người ta lấy từ size số 10. Số 10 một cuộn nè. Số 10 một cuộn. Số 12 một cuộn. Số 14 một cuộn. Rồi 18, 22. Mỗi cái một cuộn. Nói riêng về cước bill short. Còn trước trâu điên á, thì chị này lấy số lượng cũng hơi nhiều. Tổng hết thì 3 size được 10 cuộn như cái nhà. Là 50, 60 và 70. Tại cái vùng đảo Phú Quý này đa số là cho anh em mình câu biển, nên cái size của chị này lấy thì nó cũng khá là lớn, tương đối lớn. Tại vì đa số câu biển thì cá nó hơi mạnh á, thì mình câu cước nhỏ quá thì nó dễ, rất là dễ bứt. Đó. Cước trâu này thì chị lấy 3 size 50, 60, 70, tổng là 10 cuộn nha cả nhà. Đó. BKK đỏ thì chị lấy được 5 hộp. 5 hộp thì size số 3. Đó. Anh em nào muốn lấy thì cứ liên hệ cho em ha. Ở đây còn có thêm hai loại cước nữa. Một loại là ba gen mắt. Ba gen mắt thì 40, 45, 50, 55. Chị này lấy mỗi size cũng 2 cuộn. Với lại cuộn cước Chilean 500m. Mỗi size cũng 2 cuộn luôn. Từ số 5 tới số 10. Đó. Với lại 5 bịch khóa. Rồi thì anh em nào có muốn lấy sỉ thì cứ liên hệ cho em nha. Thì cái giá em bỏ lại cho anh em bán rất là đẹp luôn. Để cho anh em mình bán cho nó có lãi. Đó. Thì nói chung lấy nhiều lấy ít gì cũng được. Như cái to này chị này lấy có 5.920.000 thôi cả nhà. Nói chung lấy nhiều lấy ít thì em cũng giao hết. Nhưng mà lấy phải đủ số hội nha cả nhà. Chứ lấy ít với em giao, nội tiền ship không cũng chết nữa. Đó, ok.